Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tiết vẽ tranh, và chủ đề của chúng ta hôm nay là đề tài tự do. Vậy ở đề tài tự do thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm và chọn nội dung đề tài. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ và cuối cùng chúng ta sẽ thực hành. Ở phần tìm và chọn nội dung đề tài thì chúng ta có rất là nhiều đề tài để chúng ta có thể lựa chọn các em. Miền biển, đồng bằng, miền núi, vùng nông thôn. Chúng ta thấy là ở trong tranh phong cảnh chúng ta có rất nhiều những cảnh đẹp, vùng đồng bằng, núi non, cảnh cây đa, mái đình, nhóm họp chợ, sông suối. Vậy thì thầy củng cố lại cho các em thì tranh phong cảnh là tranh thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua cảm xúc và tài năng của người vẽ. Tranh chủ yếu tả cảnh và con người là phụ. Thì ở đây thầy sẽ có bốn bức tranh, nhưng mà đã được đảo lộn thứ tự rồi. Vậy chúng ta sẽ nhìn và sắp xếp các hình ảnh sao cho đúng với trình tự của các bước vẽ tranh nha các em. Ở đây, thì có bước A, bước B, bước C và bước D. Thì như vậy chúng ta thấy là ở cái khung trắng này là cái phần đầu tiên nữa các em. Sau đó là tới cái phần A là chúng ta vẽ phát mảng. Xong tới phần C là chúng ta chỉnh nét chi tiết, và tới phần B là chúng ta vẽ màu. Như vậy là trình tự của nó là D A C B. Thì bước 1 là chúng ta sẽ bắt tay vào chúng ta tìm chọn nội dung cảnh vẽ. Thì ở đây là chúng ta sẽ chọn nội dung đề tài phong cảnh làng quê nè các em. Thứ hai là chúng ta sẽ sắp xếp bố cục, xác định cái mảng chính và mảng phụ. Thì các em biết là trong tranh phong cảnh có mảng xa, mảng gần. Chúng ta sẽ sắp xếp bố cục làm sao cho hài hòa, thuận mắt. Chúng ta bắt tay vào, chúng ta qua cái phần thứ ba là chúng ta sẽ vẽ chỉnh nét chi tiết. Chúng ta vẽ phát hình ở mảng chính và mảng phụ. Và các em lưu ý là khi chúng ta sẽ phát mảng chính trước nha các em, rồi sau đó là chúng ta sẽ thêm bớt chi tiết ở mảng phụ, làm sao để cho cái tổng thể bức tranh nhìn nó hài hòa, thuận mắt. Rồi, bước cuối cùng là chúng ta thực hiện là bước điều chỉnh và chúng ta vẽ màu, và chúng ta lưu ý là màu sắc là phải phù hợp với lại nội dung của bức tranh. Thầy lưu ý các em một vài bố cục chúng ta cần tránh khi chúng ta tiến hành vẽ tranh.
chúng ta thấy là chúng ta sẽ tránh các đường chéo, các đôi tranh đi về phía hai phía góc góc nhọn là các em thấy tranh sẽ rất là xấu. Đây là chúng ta sẽ tránh cái màn hình quá lớn ở chính giữa tranh và làm cho bức tranh nhìn không được rõ ràng và gây cái sự vướng mắc, không được hài hòa. Rồi khi vẽ thì chúng ta cũng tránh những cái màn hình giống nhau ở đăng đối. Thí dụ như chúng ta vẽ ngôi nhà ở giữa, xong ở hai bên chúng ta kẹp hai cái thân cây, nhìn nó rất là buồn chán và chẳng đẹp tí nào. Các em lưu ý, khi chúng ta vẽ tranh phong cảnh thì chúng ta nên áp dụng cái bài học thầy đã dạy các em năm lớp 6, sơ lược về phối cảnh, để chúng ta sẽ xác định được đường tầm mắt khi vẽ tranh phong cảnh. Đường tầm mắt nằm ngang này các em, đường tầm mắt ở trên cao, đường tầm mắt ở dưới thấp. Các em sẽ thấy khi mà chúng ta đã xác định được điểm này thì cái bức tranh của chúng ta nó sẽ đẹp các em. Chúng ta sẽ thấy bức tranh sẽ có chiều sâu. Các em xem một số những bức tranh của các họa sĩ. Đây là một số bài vẽ của học sinh. Và đây thêm một số bức tranh các em có thể tham khảo để chúng ta có thể vẽ được bức tranh phong cảnh đẹp hả các em. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em sẽ vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh theo ý thích của bản thân em, hoặc là em có thể chọn lựa những đề tài khác như là đề tài về lao động sản xuất, đề tài về học tập, hoặc là tranh chân dung, tùy các em. Về khổ giấy thì đề xuất các em sẽ vẽ trên giấy A4 chất liệu màu sáp, màu bột, màu nước. Và nhớ là khi làm xong thì các em nộp theo Zalo group lớp cho thầy. Chúc các em làm bài tốt nhé. Thân mến chào các em.